Chào mừng các bạn đến với triển lãm ô tô của nhà chúng tôi. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu xe siêu mới và đẹp, đó chính là xe Ford bán tải. Xe Ford bán tải đầu rất to, nhưng mà cái thân nó thì cũng rất dài. Đây, có thể mở được cốp và có bánh dự phòng. Đó, các bạn thấy nhá. Đó, đây, hai cửa đều mở được. Và xe này có tất cả 5 chỗ và 4 bánh. Nắp trên đầu capo cũng có thể mở. Đây, các bạn xem đi. Đó, đẹp chưa? Đây, bên trong chỗ ngồi này. Đây, đó. Có một cái tivi, đây, nó phát sáng. Đây, đó các bạn thấy nhá. Quất vào heo của tôi. Từ từ chờ một chút. Đây các bạn nhìn này. Nó sốt sáng rất đẹp. Đó các bạn thấy nhá. Đây bây giờ mình sẽ xe ô tô này chạy bằng cót, cho nên các bạn phải kéo ra đằng sau. Một đoạn ngắn thôi hoặc dài cũng được. Dài thì nó càng chạy nhanh. Đây các bạn xin lỗi. Đây ô tô này, đấy nó chạy rồi đó các bạn. Đó, thấy đẹp chưa các bạn ơi? Đây cố quay của nhà thôi. Trật tự anh tập mà. Đó. Nhanh lên. Đến lên xe của anh. Đây đây, nó chạy lại rồi này các bạn. Đến lên xe. Đó, xe này bánh địa hình rất đẹp nhỉ. Đó. Thấy chưa? Cho xe anh đâm đi. Xe này xuất xứ ở Trung Quốc. Đây. Có 5 chỗ này các bạn. Đằng sau nữa, nhưng mà cái cửa nó hơi bé cho nên người ta không chế cho nó mở được. Đầu nó có chữ Ford rất đẹp. Đuôi nó có một hình logo Ford. Đấy. Đó, rất đẹp luôn. Xe này có thùng rất to cho nên các bạn muốn chở cái gì cũng được. Đừng to quá. Rồi. Chào tạm biệt các bạn. Trong các video lần sau mình sẽ